À, dạ vâng, Thắng Hoàng xin mến chào tất cả các bác nhé. Thì sau một đêm livestream xả hàng thì Thắng Hoàng đã bán và đã gửi cho tất cả các bác rất là nhiều cái sản phẩm mà hôm qua các bác đặt hàng ở bên cửa hàng Thắng Hoàng. Thì tiếp tục thanh lý tiếp cho các bác. Thì hiện trạng ở trong cửa hàng, những cái sản phẩm hôm qua dòng cục đẩy công suất để các bác chơi gia đình thì vẫn còn lại hai chiếc đẩy của cái mã công suất là 450W một kênh nha mọi người nha. 450W một kênh, các bác dùng gia đình đôi 30 thì cũng rất là ok, với thiết kế phay nhôm hãng Golden rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Phải nói là cái sản phẩm này rất là đẹp luôn mọi người ạ, và được sử dụng những cái dòng mạch đời cao cấp nhất hiện tại bây giờ luôn, với mức độ bảo vệ và xử lý âm thanh cực kỳ tốt, cực kỳ hay cho mọi người để mọi người dùng đó. Và những cái biến áp, những cái bo nguồn, mức độ bảo vệ nó rất là cao đấy. Mua hàng ở bên cửa hàng Thắng Hoàng thì các bác cũng biết khá là nhiều rồi, Thắng Hoàng chuyên sâu và rất là chuyên sâu về cái dòng main công suất cục đẩy. Cho nên các bác mua ở bên cửa hàng em ấy, thứ nhất là về cái kỹ thuật hỗ trợ bảo hành cho các bác cũng là rất là tốt, tại vì cũng là sửa chữa được và cũng có anh em kỹ thuật luôn tại nhà để hỗ trợ cho các bác, cho nên là các bác yên tâm về cái chất lượng khi các bác dùng. Và khi mà mình có kỹ thuật, mình có gọi là có trình độ để mình lựa chọn ra những cái sản phẩm nào có thể là dùng được, so sánh thời gian trải nghiệm, mình so sánh là mình biết sản phẩm nào tốt nhất, hay nhất, bền nhất, giá cả hợp lý nhất để phục vụ cho nhu cầu của mọi người đấy. Thì các bác mua bên cửa hàng em thì các bác cũng cứ yên tâm về rất là nhiều cái vấn đề đấy. Nhưng sản phẩm này thì em cũng có thể là em giới thiệu cũng rất là nhiều ở trên kênh của mình, và hôm qua, hôm kia và những hôm kia nữa là em cũng có quay video em giới thiệu chi tiết sản phẩm rồi cho các bác rồi đấy các bác nhé. Đấy, mọi người nếu như muốn tham khảo sâu hơn ấy thì mọi người có thể là lên video đăng ký kênh của Thắng Hoàng, lên video để xem chi tiết sâu hơn. Và nếu như các bác thắc mắc thì mọi người cũng có thể là liên hệ đặt hàng rồi tư vấn luôn về cái sản phẩm mà các bác muốn đặt ở bên cửa hàng em. Em sẽ rất là nhiệt tình và sẽ tư vấn cho các bác một cái cách, một cái chân thật nhất để các bác có thể là cảm nhận được sản phẩm tốt, chất lượng hay và giá cả phải chăng để các bác đặt hàng đấy. Thì hôm qua thì em thanh lý cho mọi người với cái mã công suất là 450 dòng đấy này, thì em đang bán ra với mức giá là 2.700.000 đồng đấy, tặng kèm dây rắc, và sẽ tặng kèm luôn cho các bác là bao gồm là phí vận chuyển nữa. Đấy, cái giá đấy là giá em thanh lý vì em cũng đang rất là cần tiền, cho nên em làm những cái video thanh lý liên tục cho các bác luôn đấy. Mọi người có thể là ủng hộ cho Thắng Hoàng thì mọi người liên hệ trực tiếp cho Thắng Hoàng qua số điện thoại 0969800985, và số điện thoại này cũng sẽ được em ghim ở ngay phía trái màn hình của các bác đang xem. Mọi người xem ủng hộ cho Thắng Hoàng một nút like và một lượt đăng ký kênh để cập nhật những video giới thiệu thông báo sản phẩm hàng ngày nhé. Xin chào tạm biệt các bác và cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi video của Thắng Hoàng. Chào mọi người.